Xin chào các khán giả của kênh Techtrend TV. Hôm nay chúng tôi đã có mặt tại Indonesia, nơi sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia chỉ trong ít ngày tới thôi. Và bên cạnh tôi đây là một bạn phóng viên tên là Tama đến từ Indonesia. Và chúng tôi sẽ có một cuộc phỏng vấn ngắn với bạn Tama về trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam, để xem là người Indonesia có thực sự quan tâm đến trận đấu này như chúng ta vẫn nghĩ hay không. Hi Tama. Yes. I'm so appreciate you come here and make an interview with me. Okay, the first question. Người hâm mộ Indonesia cảm thấy như thế nào sau chiến thắng trước Việt Nam tại Asian Cup? So how do the fan Indonesia feel? Should I hold it? Okay. The fans are Tất nhiên rồi, người hâm mộ Indonesia rất vui với chiến thắng trước Việt Nam. Nhưng cá nhân tôi hiểu rằng Việt Nam đang không có phong độ đỉnh cao nhất. Họ chưa chơi đúng với thực lực của mình. Tôi nghĩ rằng họ vẫn đang gặp khó khăn trong quá trình chuyển giao thế hệ giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Chu Jie. Nhưng tất nhiên rồi, dù sao thì chúng tôi cũng rất vui vì đó là sân chơi cao nhất của bóng đá châu Á. Chiến thắng đó rất có ý nghĩa với fan của Indonesia, cũng đang tin tưởng rằng sẽ có thêm một chiến thắng nữa trước đội tuyển Việt Nam. Asian Cup and it's the highest the peak of Asian football, so yeah, the fans are very happy right now and they are optimistic that Indonesia can take the another victory against Vietnam. Bạn có nghĩ rằng huấn luyện viên Sinteyong thực sự làm tốt công việc của mình? Tôi nghĩ rằng huấn luyện viên Sinteyong đã làm tốt công việc của mình một cách tuyệt vời. That's actually a good question. Tôi nghĩ rằng huấn luyện viên Sinteyong đã làm công việc của mình một cách tuyệt vời. Khi ông ấy mới đến đây, có rất nhiều người nghi ngờ ông ấy. Nhưng theo thời gian, từ từ, mọi thứ đã tốt lên. Ông ấy là một huấn luyện viên dũng cảm. Ông ấy đã xây dựng một thế hệ hoàn toàn mới. Các bạn có thể nhìn vào đội hình tham dự Asian Cup vừa qua. Đó là một đội hình còn rất trẻ trung. Quả thực là ông ấy đang rất dũng cảm và đã được và đặt được tầm ảnh hưởng của mình đối với tương lai nhiều năm sau này của bóng đá Indonesia. Tôi không biết mô tả cụ thể như thế nào, nhưng tôi nghĩ rằng ông ấy đã làm rất tốt. Asian Cup and he is brave enough to put many young players into the squad, so it influence the next generation, you know, to be better for many years to come. And it's a great invest from Coach Sinteyong to put young players into the squad. So I think he done a really good job. Có khá nhiều cầu thủ tốt của Việt Nam ở trận đấu này không thể thi đấu như Công Phượng, Văn Hậu, Văn Lâm. Bạn nghĩ đây có phải may mắn của Indonesia hay không? Như tôi đã nói trước đó, Việt Nam đang không ở đẳng cấp cao nhất của họ. Trận đấu giữa chúng ta bao giờ cũng là trận cầu lớn. Đây có thể coi là trận derby lớn của bóng đá châu Á. AFC từng gọi trận đấu này là derby của bóng đá Đông Nam Á. Tôi biết rằng Việt Nam sẽ sớm trở lại vì họ rất mạnh và tôi nghĩ rằng cơ hội cho cả hai là 50-50. Dù đây là sân nhà, nhưng chúng tôi biết rằng họ vẫn có 50% khả năng chiến thắng. And yeah, I think there is the match at 22nd will be 50-50. There's a 50 chance for Indonesia to take victory, but Vietnam also, because, well, it's Vietnam, so I think there's a 50 chance that Vietnam can take the victory here. Tôi biết rằng fan Indonesia rất ghét Văn Hậu, đúng không? Vậy với những nhà báo như bạn thì sao? So, how do you feel? Tất nhiên rồi, với tư cách là người hâm mộ, tôi rất ghét anh ấy. Well, as a fan, of course I hate him. as a fan, but to be honest, he's a very good player. And the root of
our hate against nhân khiến chúng tôi ghét anh ấy là từ SEA Games 2019. Khi anh ấy khiến Evan Dimas chấn thương. When he injured tôi nghĩ rằng our one of our young players back then, nhưng dù sao thì đó cũng là cầu thủ rất xuất sắc. Anh ấy có khát khao mang về chiến thắng cho đội tuyển của mình. At that moment, đó là pháo bóng nguy hiểm. Nhưng anh ấy cũng rất dũng cảm. Van Gaal actually is a very good player. Tôi nghĩ rằng anh ấy rất giỏi với tư cách là một cầu thủ. He wants to take big risk for the country, and his tackles are so risky, but he's brave enough to take that tackle and made a good defense for Vietnam. So I think as a player he's very good, but well, as a fan I of course I do you know bạn có biết cầu thủ nào mới của Việt Nam hay không? Team now, new player, do you know some new player? Tôi thực sự không tìm hiểu về họ. Tôi thực sự tìm hiểu về họ. Các bạn có thủ môn đến từ Cộng hòa Séc đúng không nhỉ? Tên anh ấy là Philip Nguyễn. Anh ấy đã chơi trong trận đấu với đội tuyển Indonesia ở Asian Cup. Anh ấy đã chơi rất hay và tại AFF Cup nữa. In the match against Indonesia, he's playing, right? Okay, so yeah, I think he is a good goalkeeper. Well, so anh ấy đã chơi rất hay và tại AFF Cup sắp tới. Tôi cũng nghĩ anh ấy sẽ thi đấu tốt. Tôi chỉ biết Văn Hậu và một tiền đạo nữa, Công Phượng đúng không? Dù sao thì trận đấu tới cũng là trận đấu rất lớn. So there's a lot of good players in Vietnam, so I think that this will be a big match. I heard that Indonesia will not have three new player. I think three new player. Indonesia có 3 cầu thủ nhập tịch từ châu Âu nhưng không thể thi đấu trận tới. Bạn có nghĩ rằng đó là bất lợi không? I think đúng là có 3 cầu thủ nhập tịch sẽ không thi đấu, nhưng chúng tôi tin rằng mình có đủ cầu thủ để có thể thay thế các vị trí đó. Hầu hết các cầu thủ đều đã có kinh nghiệm thi đấu với Việt Nam rồi. Most of the players that are playing against Vietnam is actually players that play in the Asian Cup. So with the squad that already solid, I think they can fill the three players' absence. Về kết quả thì sao? Okay, all right. Because I previously said that it's a 50-50 match. 50-50. I think. Nhưng tôi nghĩ tỷ số well, because Indonesia we are in Indonesia, Việt Nam, I think I'm gonna take Indonesia 2-1 against Vietnam. So who will be score? Who will score? Well, in the first match is in Indonesia 2-1. Yeah, but who will score? Who will have the goal? Oh, who will have the goal? Who will score? I think Marcelino will score. Yeah. But Marcelino and I don't know, Rafael Strike. Because he's the striker, so yeah. Đó cũng là những chia sẻ của bạn Taman về trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia. Chúng ta có thể thấy rằng là người Indonesia rất tôn trọng đội tuyển Việt Nam, nhưng họ cũng sẽ tự tin rằng đội tuyển của họ sẽ giành chiến thắng trong trận đấu tới đây. Và hãy cùng chúng tôi đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam, đồng hành cùng huấn luyện viên Chu Jie và các học trò để theo dõi những bước chân của các cầu thủ trên chặng đường tại Indonesia. Và đây cũng là những lời chào cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong ngày hôm nay. Witan, you can say xin chào. Xin chào. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.